Thưa quý vị, giới tiên tri nhận định, tuổi Tuất tháng 2 năm 2022 đến thời thoát khổ, giàu nứt lố đổ vách. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình, Diễm Quỳnh xin mến chúc cho tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hành thông. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp thì tuổi Tuất là con vật đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Tuất đa số sống tự lập, trưởng thành sớm và có tính cách vô cùng mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn và không ngại khó khăn nguy hiểm. Về sau thì họ cũng có được những thành tựu lớn trong sự nghiệp của mình. Tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 nhâm dần của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy tuổi Tuất có vận trình hung cát đan xen. Nhưng nếu chỉ cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi, chỉ cần nắm bắt được vận mệnh của mình thì những gia chủ tuổi Tuất trong năm 2022 nhâm dần này sẽ phất lên như là diều gặp gió. Và hơn nữa, quý bạn còn được tam hợp với thái tuế của năm, cho nên trong năm 2022 nhâm dần, những gia chủ tuổi Tuất sẽ có được sự tương trợ từ quý thần và từ đó thì chắc chắn là vận trình công việc được hanh thông, con đường tài lộc cứ vậy mà rộng mở. Và để cho quý vị có thể nắm rõ được vận trình của những gia chủ tuổi Tuất trong tháng 2 âm lịch, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung mà chúng tôi truyền tải ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các gia chủ tuổi Tuất trong tháng 2 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng này được cục diện nhị hợp trợ lực nên công việc làm ăn kinh doanh của các quý gia chủ tuổi Tuất có sự mở mang và khởi sắc hơn so với năm 2021. Ra ngoài gặp được quý nhân trợ giúp nên mọi việc khó khăn đều được giải quyết. Đối với quý gia chủ tuổi Tuất làm kinh doanh, tháng này sẽ có sự hợp tác mới hoặc là đối tác mới. Tuy trước mắt có thể chưa đạt được kết quả khả quan, nhưng về lâu dài sẽ là tiền đề cho sự phát triển sau này. Phong thủy lộc tài nhắc nhở quý gia chủ tuổi Tuất nên hết sức lưu ý trong các mối quan hệ xã giao với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Xuyên suốt tháng này là điềm báo cản trở do hiềm khích cá nhân hoặc đố kỵ tiểu nhân, gia chủ chớ vội đắc ý, kẻo lơ là tiền mất tật mang. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân dần, ngọ, tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để vật phẩm có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này tuy công việc có hanh thông thuận lợi nhưng thu nhập lại không được như mong muốn. Những người làm ăn phải vô cùng vất vả mới đưa ra được việc kinh doanh đi đúng quỹ đạo. Phần lớn thành công liên quan đến phương diện tài chính đều là do bản thân tự tích tiểu thành đại. Tháng này, nếu có ý định đầu tư, bạn nên tập trung trong các dự án nhỏ lẻ. Những mối làm ăn nhỏ sẽ mang lại nhiều tài lộc hơn cho bản mệnh trong năm nhâm dần. Đối với người làm công ăn lương thì phương diện tài chính chỉ dừng lại ở mức đủ chi tiêu. Tuy nhiên, nếu quý bạn chịu khó tìm thêm công việc cho mình, thì công việc tay trái này vẫn là thu nhập có khả năng tăng lên một cách đáng kể. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi sức khỏe của tuổi Tuất trong tháng này không có gì đáng lo ngại. Bệnh nghiêm trọng không mắc nhưng bệnh vặt khó tránh. Tuy nhiên, có bệnh, ăn có thuốc chữa, sớm gặp được thầy, gặp được thuốc mà không nguy hại gì. Dưới tác động của kiếp sát hung tinh, gia chủ cẩn trọng hơn trong quá trình lao động hoặc sử dụng những vật bằng kim loại sắc nhọn, rất dễ bị tổn thương. Bên cạnh đó cần phải chú ý vấn đề đi lại, đề phòng tai nạn xe cộ hoặc gặp họa về đường sông nước vào khoảng thời gian cuối tháng. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tình duyên gia đạo cho quý gia chủ tuổi Tuất có cặp đôi gặp chút bất lợi, thấy rõ nhất là sự ngăn cản từ phía gia đình hoặc áp lực công việc.
đôi lứa mới chớm nở tình yêu đã vội vàng chia ly vì những cản trở. Với các cặp đôi đang hẹn hò hoặc có ý định tiến tới hôn nhân thì nên sớm đưa ra quyết định, tránh mập mờ mà tình cảm phai nhạt hoặc người khác có cơ hội xen ngang, gây nhiều điều phiền toái. Năm nay nữ mạng đào hoa vượng hơn nam mạng, có thể mở rộng quan hệ xã giao chủ động hoặc thụ động qua mai mối, cũng đều gặp được người tâm đầu ý hợp. Nam mệnh vì mải mê phấn đấu cho sự nghiệp, gặp nhiều áp lực nên khó mở lòng, dễ lỡ dở cơ hội hợp tác. Tử vi tuổi Tuất trong tháng 2 âm lịch năm 2021. Tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994, mệnh Sơn đầu hỏa. Trên phương diện sự nghiệp, dù bản mệnh không đạt được bước thăng tiến gì quá lớn, nhưng cũng sẽ không gặp phải quá nhiều khó khăn. Chỉ cần bản mệnh tập trung vào nhiệm vụ của mình thì công việc vẫn sẽ có tiến triển ổn định. Phương diện tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu nhích nhẹ, đặc biệt là trong các khoản thu phụ. Bản mệnh chăm chỉ làm thêm thì ắt được trả một mức lương xứng đáng. Trên phương diện tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp được một nửa kia phù hợp, bạn nên quan tâm nhiều hơn đến hình thức của mình, như vậy có thể dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác giới. Người đã lập gia đình cần phải chú ý giữ khoảng cách với người ngoài, chớ để chuyện thị phi gây tác động xấu đến quan hệ vợ chồng. Tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Người tuổi Tuất sinh năm 1982 phải xác định đối diện với nhiều khó khăn trong tháng này. Trên phương diện sự nghiệp, bạn dễ phải tác động từ bên ngoài, dẫn đến tình trạng thiếu sự tập trung và kiên nhẫn, đặc biệt là khi giải quyết các công việc yêu cầu sự cẩn thận và tỉ mỉ. Để tránh phạm phải sai lầm nghiêm trọng, bạn cần luôn nghiêm khắc với bản thân mình, tự động tìm kiếm động lực để cố gắng. Mối quan hệ vợ chồng cũng dễ phải chịu thử thách trong thời điểm này. Bạn cần giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, tránh để những lời ra tiếng vào phá hủy tình cảm đôi bên. Cùng với đó, bạn cũng cần phải tin tưởng vào nửa kia nhiều hơn, thường xuyên trò chuyện tâm sự với đối phương để hóa giải hiểu lầm. Tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Vận trình của người tuổi Tuất sinh năm 1970 phủ một màu ảm đạm trong tháng đầu năm, đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Nhiều người vì thiếu kiến thức đầu tư nên tài lộc bị tổn thất nghiêm trọng, thậm chí phải gánh một khoản nợ nặng nề. Công việc cũng không được thuận lợi như ý muốn, vì vậy làm việc gì cũng cần phải cực kỳ cẩn thận, chớ nghe theo lời số 7 của người ngoài. Muốn gặt hái thành công, bạn cần phải cố gắng dựa trên sức của mình, chớ phụ thuộc hoặc hãm hại người khác. Phương diện sức khỏe cũng kém phần lý tưởng, bệnh cũ dễ tái phát nặng hơn, nếu không cứu chữa kịp thời thì dễ gặp phải biến chứng. Vì thế, ngày thường, bản mệnh chú ý sinh hoạt điều độ, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao. Tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, bình địa mộc. Nếu vẫn còn đang theo đuổi sự nghiệp, quý gia chủ tuổi Tuất sinh năm 1958 sẽ gặp phải khá nhiều điều không như ý muốn. Bản mệnh phải chịu sự cạnh tranh gay gắt hoặc nhiều yếu tố cản trở khiến cho kế hoạch khó có thể hoàn thành đúng thời hạn. Người làm ăn kinh doanh cũng vướng phải nhiều khó khăn, thậm chí chịu đựng sự ganh đua thiếu lành mạnh của đối thủ. Những lúc như vậy, bạn cần phải bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề, chớ nóng nảy kẻo rơi vào bẫy. Phương diện tình cảm cũng không thực sự thuận lợi. Bạn và nửa kia thường xuyên mâu thuẫn với nhau, nếu không có cách giải quyết khéo léo thì dễ gây ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim. Tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc Cục, xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ và tuyệt Thân. Đối với người tuổi Tuất trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 2 năm 2022, tức ngày 4 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 2 năm 2022, tức ngày 16 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 2 năm 2022, tức ngày 28 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng.
lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tuất trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021, ngày âm lịch ngày 1 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 2 năm 2022, tức ngày 15 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 2 năm 2022, tức ngày 27 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Tuất trong tháng 2 âm lịch. Và chắc hẳn là quý vị cũng biết là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với Phong Thủy Gia Cát trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của chương trình. Xin mến chào.